cận cảnh quá trình tạo nên hố đen của Hải quân Việt Nam. Trong suốt thời gian hoạt động của mình, nhà máy đóng tàu St. Petersburg đã đóng mới hơn 300 tàu ngầm các loại, trong đó có cả những chiếc hố đen đại dương. Hố đen đại dương là biệt danh được đặt cho những chiếc tàu ngầm diesel điện lớp kilo của Nga bởi khả năng ẩn mình cực tốt trong lòng biển của chúng. Và Hải quân Việt Nam là một trong những quốc gia trên thế giới đang biên chế loại tàu ngầm này. Trong ảnh, thiết kế của tàu ngầm kilo trên máy tính. Thời gian để đóng mới chiếc tàu ngầm kilo có thể tốn tới khoảng 1,5 năm, với khối lượng công việc khổng lồ và đòi hỏi độ chính xác cao. Cũng có một vài công đoạn trong quá trình khởi đóng kilo được thực hiện thủ công, tuy nhiên đây chỉ là những phần việc đơn giản nhất. Những phần việc phức tạp hơn nhất là việc đóng vỏ tàu được giao hoàn toàn cho máy móc thực hiện với độ chính xác cực cao, gần như không có sai số. Tàu ngầm tấn công diesel điện này được đóng theo kiểu mô đun từng phần một và được đóng từ trên xuống dưới. Phần mũi tàu với các khoang phóng ngư lôi 533mm được khoét thủng định hình trước. Tàu ngầm kilo có độ dạn nước khi nổi vào khoảng 2.300 tấn, khi lặn tối đa vào khoảng 3.950 tấn. Tàu được trang bị một động cơ điện diesel cung cấp công suất 6.800 sức ngựa tổng cộng. Tàu ngầm kilo có lớp vỏ được thiết kế đặc biệt giúp chúng có thể tàng hình giữa lòng đại dương. Ngoài ra, độ ồn khi hoạt động dưới nước của nó cũng ở mức cực thấp. Đây là lý do những con tàu này được gọi là hố đen đại dương. Phần thân dưới tàu được đóng riêng, sẵn sàng ghép nối vào thân tàu sau khi toàn bộ phần thượng tầng và kết cấu bên trong con tàu được hoàn thiện. Hầu như mọi chi tiết của con tàu này đều được cắt tiện trên máy để đảm bảo độ chính xác cũng như tính đồng bộ của toàn bộ hệ thống. Các công nhân chỉ làm những việc đơn giản nhất bằng tay như là đánh bóng, mài nhẵn vết hàn. Hiện tại, trong biên chế của lực lượng Hải quân Việt Nam đang có tổng cộng 6 chiếc tàu ngầm kilo loại cải tiến thuộc đề án 636, các tàu ngầm kilo nguyên bản thuộc đề án 877. Nóng, máy bay quân sự Mỹ nổ tung giữa trời, nhiều người thiệt mạng. Quý vị và các bạn thân mến, hãng tin CNN vừa cho biết một máy bay quân sự của Mỹ đã gặp tai nạn thảm khốc khiến toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng. Toàn bộ kiếp lái 16 người trên chiếc máy bay quân sự KC-130 của Thủy quân Lục chiến Mỹ đã tử nạn khi bị rơi xuống một cánh đồng gần Greenwood, bang Mississippi. Không một ai sống sót. Ông Fred Randall, giám đốc cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp Hartley Floor, đau đớn báo tin. Thủy quân Lục chiến Mỹ đã chính thức thông báo về vụ tai nạn trên Twitter nhưng không cung cấp chi tiết. Được biết, chiếc máy bay xấu số là dòng KC-130, một trong những loại máy bay vận tải quân sự được sử dụng rộng rãi trong quân đội. Chúng có thể hoán cải thành nhiều biến thể để chở hàng, chở quân hoặc làm nhiệm vụ tiếp dầu trên không. Ông Alan Hammonds, một quan chức sân bay Greenwood ở bang Mississippi, đã nói với kênh WNCN rằng chiếc máy bay được nhìn thấy lần cuối tại trạm kiểm soát không lưu khi nó đang ở độ cao hơn 6.000 mét. Sau đó, nó biến mất khỏi màn hình radar. Andy Jones kể, khi ông đang làm việc ở khu nuôi cá da trơn của gia đình, bỗng nghe thấy một tiếng nổ lớn và nhìn lên thì thấy một chiếc máy bay lao nhanh xuống đất. Báo cáo ban đầu cho thấy chiếc KC-130 này thuộc biên chế căn cứ hỗ trợ hành quân Trung Nam thuộc Hải quân đóng ở Millington, bang Tennessee. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật khi có thêm thông tin mới. Sư đoàn cận vệ đỏ trong chiến dịch phòng không bảo vệ Hà Nội tháng 12 năm 1972. Quý vị thính giả thân mến, quả tên lửa đầu tiên của bộ đội phòng không Hà Nội lao về phía máy bay B-52 của kẻ thù, lúc đó là 19:44 ngày 18 tháng 12 năm 1972. Sau trận đánh của tiểu đoàn 78, liên tiếp các trận đánh của các tiểu đoàn 57, 59, 93, 94 tạo thành lưới lửa dày đặc. Cuối tháng 5 năm 1972, tôi được lệnh của quân chủng rời chiến trường Quảng Bình, cấp tốc ra Hà Nội nhận nhiệm vụ phó tư lệnh sư đoàn 361. Tháng 7 năm 1972, khi đế quốc Mỹ dùng B-52 đánh phá ác liệt ở chiến trường Quảng Trị và các tỉnh khu 4, theo chỉ thị của quân chủng, sư đoàn phòng không Hà Nội tiến hành làm phương án đánh B-52 lần thứ hai. Đến tháng 9 năm 1972, khi quân chủng có phương án đánh B-52 mới, sư đoàn lại tiếp tục hoàn chỉnh phương án đánh B-52 lần thứ ba. Theo phương án này, hỏa lực của sư đoàn được bố trí như sau: trung đoàn 261 án ngự phía tả ngạn sông Hồng, trung đoàn 257 án ngự phía hữu ngạn sông Hồng. 4 trung đoàn pháo cao xạ chủ yếu dùng để đánh cường kích, bảo vệ trực tiếp các mục tiêu quan trọng. Đội hình các tiểu đoàn tên lửa được điều chỉnh với nguyên tắc, mỗi trung đoàn đều có những trận địa chốt, trận địa cơ động để có thể chi viện cho nhau. Sao cho trên mỗi đường bay, dự kiến có B-52 vào, phải có 3-4 tiểu đoàn đánh vào một tốp. Tháng 11 năm 1972, sau khi tài liệu cách đánh B-52 được phổ biến xuống từng đơn vị,
và đoàn cán bộ của sư đoàn đi tập huấn đánh B-52 ở quân chủng về đều tập trung đánh xuống các đơn vị, khẩn trương rà soát lại một lần nữa phương án đánh B-52, đi sâu về các tình huống chiến thuật, kỹ thuật, cách xác định phần tử, cách phát sóng kiểm tra, thời cơ phóng thử, phóng thật, chế độ bám sát. Từ chiều ngày 18 tháng 12 năm 1972, tại sở chỉ huy sư đoàn không khí đã trở nên khác thường. Trước sự hồi hộp căng thẳng, bỗng tiếng điện thoại đổ những hồi chuông dài. Tham mưu trưởng sư đoàn Nguyễn Đình Sơn vội cầm ống nghe, một lát anh quay ra thông báo, Phó Tư lệnh quân chủng Nguyễn Quang Bích lệnh cho sư đoàn vào cấp 1 sẵn sàng chiến đấu. Đêm nay có khả năng B-52 tập kích vào Hà Nội. Đêm 18 tháng 12 năm 1972, trời rét như cắt, 19 giờ 40 phút, những chiếc B-52 đầu tiên đánh phá sân bay Hòa Lạc, sân bay Nội Bài. Các đơn vị tên lửa Hà Nội lần đầu tiên đối mặt với B-52 đã thấy rõ ngay mình đang đứng trước một tình huống phức tạp, đầy hy sinh gian khổ đang đến gần. Nhưng lúc này họ đều không nghĩ đến mọi sự hy sinh ấy, mà chỉ nghĩ đến việc hoàn thành nhiệm vụ nặng nề mà Tổ quốc giao phó. Khi tất cả các đơn vị phát sóng lên bầu trời để tìm mục tiêu, thì B-52 cũng không hiện ra rõ hơn mà ẩn náu trong màn diệu dày đặc. Nhưng làm sao có thể che mắt được các chiến sĩ tên lửa của sư đoàn phòng không 361? Tiểu đoàn 78 đã phân biệt được nhiễu B-52 với các dạng nhiễu khác. Ngay lập tức họ đã quyết định phóng tên lửa. Quả tên lửa đầu tiên của bộ đội phòng không Hà Nội lao về phía máy bay B-52 của kẻ thù. Lúc đó là 19 giờ 44 phút ngày 18 tháng 12 năm 1972. Sau trận đánh của tiểu đoàn 78, liên tiếp các trận đánh của các tiểu đoàn 57, 59, 93, 94 tạo thành một lưới lửa dày đặc như một lũy thép bảo vệ Hà Nội từ phía Bắc và Đông Bắc. 20 giờ 30 phút, tiểu đoàn 59, trung đoàn 261 đã làm nên chiến công, bắn rơi tại chỗ chiếc máy bay B-52 của giặc Mỹ. Đây cũng là chiếc máy bay B-52 bị bắn rơi tại chỗ đầu tiên trên khu vực thủ đô. Liên tiếp trong suốt 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không, sư đoàn phòng không 361 đã cùng quân và dân thủ đô chiến đấu kiên cường, dũng cảm, lập nên chiến công hiển hách, góp phần làm rạng rỡ thêm trang sử của dân tộc. Càng đánh bộ đội tên lửa đoàn phòng không Hà Nội càng trưởng thành, càng lập nên những chiến công xuất sắc. Có những chiến công kỳ diệu như trận đánh đêm 21, rạng sáng 22 tháng 12 năm 1972 của tiểu đoàn 57. Chỉ trong vòng 10 phút, tiểu đoàn đã liên tiếp đánh hai trận bắn rơi tại chỗ hai máy bay B-52 bằng hai quả đạn. Trên con đường chiến đấu nhiều gian nan thử thách nhưng cũng lắm vinh quang của tôi, 12 ngày đêm cuối của tháng 12 năm 1972 là những ngày tháng tươi đẹp nhất, sôi nổi nhất, để lại trong tôi những kỷ niệm sâu sắc không thể nào phai. Giờ đây khi tuổi đã cao sức đã yếu, nhưng trong sâu thẳm tâm can, tôi vẫn luôn nhớ về những chiến công oanh liệt, những đồng chí đồng đội đã sát cánh với tôi trong những năm tháng rực lửa cách mạng, nhớ về đoàn phòng không Hà Nội anh hùng. Hai trận thắng vang dội của xe tăng Việt Nam, sự trùng hợp ngẫu nhiên hay lịch sử lặp lại? Quý vị thính giả thân mến, trong cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1975, Bộ Thống soái tối cao đã lựa chọn Buôn Ma Thuột là trận then chốt quyết định, bởi nếu chiếm được thị xã này sẽ làm rung chuyển cả Tây Nguyên và miền Nam. Xin trân trọng giới thiệu với các bạn những loạt bài của Đại tá Nguyễn Khắc Nguyệt, nguyên trưởng ban Khoa học Công nghệ Môi trường, trường sĩ quan tăng thiết giáp, nguyên chiến sĩ lái xe tăng số 380 thuộc đại đội 4, lữ đoàn 203 cùng đơn vị các xe tăng 390 và 843 húc độ Cộng Dinh Độc Lập trước ngày 30 tháng 4 năm 75. Về trận đánh lịch sử này, kỳ 1, điều binh như thần, nghi binh như ảo thuật, tháng 3 năm 1975, Buôn Ma Thuột như cá nằm trên thớt. Trong cuộc sống cũng như trong chiến tranh, có những sự trùng hợp không dễ lý giải. Sự trùng hợp đó có thể do khách quan mang lại, cũng có thể do con người tạo nên, nhưng dù thế nào đi nữa nó cũng mang lại những điều hết sức lý thú và để lại nhiều câu hỏi mà hậu thế phải nghiền ngẫm tìm cách trả lời. Trong lịch sử chiến tranh Việt Nam, trận tiến công điểm cao 543 đường 9 Nam Lào 1971 và trận tiến công Buôn Ma Thuột chiến dịch Tây Nguyên năm 75 có một sự trùng hợp không lớn nhưng đã tác động khá nhiều đến kết quả trận đánh. Tháng 2 năm 1971, nhằm cắt đứt tuyến đường chi viện từ hậu phương lớn và miền Bắc vào chiến trường miền Nam, dưới sự cố vấn của các tướng lĩnh Mỹ, quân lực Việt Nam Cộng Hòa quyết định mở chiến dịch Lam Sơn 719 đánh sang Nam Lào. Tổng quân số tham gia cuộc hành quân mang tên Lam Sơn 719 này lên tới hơn 3 vạn quân chủ Việt Nam Cộng Hòa, cùng với một khối lượng lớn phương tiện chiến tranh là 460 xe tăng, thiết giáp, 250 khẩu pháo, 700 máy bay, trong đó có 300 máy bay lên thẳng. Nhiệm vụ tiếp viện yểm trợ cho cuộc hành quân vẫn do quân đoàn 24 Hoa Kỳ đảm nhiệm. Thành phần chính của cuộc hành quân Lam Sơn 719 do chiến đoàn 1 đặc nhiệm đảm trách, gồm lữ đoàn 1 dù và lữ đoàn 1 thiết kỵ tăng phái, có nhiệm vụ tiến dọc đường số 9 về hướng Tây để chiếm mục tiêu chính là Sepol,
Cánh quân hỗn hợp này được đặt dưới quyền chỉ huy của đại tá Nguyễn Trọng Luật. Để bảo vệ mặt bắc cho cuộc hành quân, lữ đoàn 3 dù dưới quyền chỉ huy của đại tá Nguyễn Văn Thọ có nhiệm vụ thiết lập một số căn cứ hỏa lực ở phía bắc đường số 9 để yểm trợ cho lực lượng chính. Trong đó, điểm cao 543, phía Việt Nam Cộng Hòa gọi là căn cứ hỏa lực 31 do một tiểu đoàn trấn giữ và cũng là nơi đặt sở chỉ huy lữ đoàn. Điểm cao 543 nằm ở Tây Bắc Bản Đông, cách đường chính khoảng 7 km, cách đường 16A, con đường chạy theo hướng Bắc Nam và giao nhau với đường chính tại Bản Đông khoảng 2 km. Nằm ở đó, điểm cao 543 có khả năng chống chế mọi hoạt động trên đường 16A, ngăn chặn các cuộc chuyển quân của quân giải phóng tiếp cận Bản Đông để bảo vệ an toàn cho Sơn Bắc lực lượng xung kích. Do vậy, ngay khi chiến đấu, đoàn 1 đặc nhiệm chuẩn bị vượt biên giới, phía Việt Nam Cộng Hòa đã cho trực thăng đổ bộ lữ đoàn 3 nhảy dù xuống đây cùng với một khối lượng lớn trang bị và vật tư các loại. Với một đại đội công binh ở trong tay, chỉ sau vài ngày, điểm cao 543 đã thực sự trở thành một cứ điểm vững chắc với hơn 200 công sự chiến đấu bằng gỗ đất, bãi hầm ngầm dành cho sở chỉ huy lữ đoàn, một trận địa pháo với 6 khẩu lựu pháo 105mm, một trận địa 4 khẩu cối 106,7mm và một sân đổ cho máy bay trực thăng. Xung quanh cứ điểm đã thiết lập được 3 hàng rào dây thép gai, trên các hướng quan trọng có bãi mìn và một số vật cản chống tăng. Ngoài việc chốt giữ trong cứ điểm hàng ngày, lực lượng trú phòng còn xu quân đi lùng sục xung quanh nhằm phát hiện lực lượng và đánh các kho hàng hải của quân giải phóng ở khu vực này. Nhiệm vụ tiến công điểm cao 543 được Bộ Tư lệnh B-70 giao cho Trung đoàn BB-64, Sư đoàn 320 được tăng cường đại đội XT-9, Tiểu đoàn 198 và một số đơn vị binh chủng khác. Qua trinh sát thực địa thấy rằng điểm cao 543 là điểm cao nhất trong một dãy 5 điểm cao trải dài theo hướng Tây Bắc Đông Nam. Để đưa được xe tăng lên điểm cao 543, chỉ có một con đường duy nhất là từ hướng Đông Nam và phải vượt qua 4 mỏm khác có độ cao thấp hơn. Tuy nhiên, con đường đó bị cản trở bởi rất nhiều cây to, mà nếu hạ trước thì sẽ bị lộ hướng tiến công. Đó là bài toán khó đặt ra trước các chỉ huy trận đánh. Nhưng cái khó đã ló cái khôn, các chiến sĩ công binh đã đưa ra sáng kiến không hạ cây mà chỉ cưa khoảng 3/4 đường kính cây ở phía hướng xe tiến. Đến giờ xuất kích, xe tăng sẽ ủi đổ cây và càng lướt đi để cơ động. Cho đến giờ, cũng không biết các tác giả của sáng kiến này là ai, song đó đã phát huy tác dụng. Trưa ngày 25 tháng 2 năm 1971, các xe tăng của đại đội xe tăng 9 xuất kích và dẫn dắt bộ binh tiến công địch theo đúng kế hoạch. Xe tăng BT-76 số hiệu 555 đã tung hoành trong cứ điểm, quần thảo trên nóc hầm chỉ huy, khiến cho đại tá Nguyễn Văn Thọ, lữ đoàn trưởng lữ đoàn 3 dù cùng toàn bộ tham mưu hoảng sợ và sinh hàng. Mùa xuân năm 1975, để chuẩn bị tiến công thị xã Buôn Ma Thuột, xe tăng của trung đoàn xe tăng 273 cùng các lực lượng bộ binh và binh chủng kỹ thuật khác đã bí mật cơ động đến vị trí tập kết ở phía tây thị xã này với khoảng cách 20 đến 30 km và tiến hành công tác chuẩn bị mọi mặt cho trận đánh. Bởi đây được coi là trận then chốt, quyết định của chiến dịch nên công tác đảm bảo bí mật cho trận đánh này được đặt lên hàng đầu. Vì thế, mọi hoạt động chuẩn bị chiến đấu đều phải chấp hành hết sức nghiêm túc và chặt chẽ. Trong đó bài toán, làm thế nào để mở được đường cơ động cho xe tăng và các phương tiện kỹ thuật mà không làm lộ bí mật hướng tiến công lại được đặt ra trước Bộ Tư lệnh chiến dịch. Sở dĩ nói như vậy bởi vì địa hình Nam Tây Nguyên tuy khá bằng phẳng, ít đèo dốc cao, lại đang giữa mùa khô, việc mở đường khá thuận lợi. Tuy nhiên, đại ngàn Tây Nguyên vẫn bao quanh thị xã bởi rất nhiều cây lớn, mà nếu một cây bị đốn hạ sẽ lập tức gây sự chú ý cho quân trú phòng ngay. Và rồi một sáng kiến đã được đưa ra, cưa sẵn 3/4 đường kính cây nhưng không cho cây đổ. Khi đặt công nổ súng trong thị xã, xe tăng sẽ xuất kích và ủi đổ cây để mở đường và cơ động với tốc độ cao nhất để có mặt đúng giờ hiệp đồng. Và mọi chuyện đã diễn ra đúng như kế hoạch. Vào lúc khoảng 2 giờ sáng ngày 10 tháng 3 năm 1975, khi lực lượng đặc công và phân đội pháo phản lực nổ súng tiến công sân bay cùng một vài mục tiêu khác trong thị xã, thì cũng là lúc các phân đội xe tăng nổ máy, bật đèn pha, ủi đổ cây to cưa sẵn, càng lướt vượt qua cây nhỏ để rồi rạng sáng hôm đó có mặt tại vị trí xuất phát tiến công. Và chỉ đến trưa hôm sau, ngày 11 tháng 3, thị xã Buôn Ma Thuột đã hoàn toàn bị quân giải phóng làm chủ, tạo nên một cơn địa chấn làm rung chuyển quân khu 2, cũng như toàn miền Nam. Vậy là sau 4 năm, lịch sử đã lặp lại sáng kiến này và đã đem lại một kết cục tuyệt hảo. Và cho đến nay thì cũng không ai biết chính xác tác giả của sáng kiến này là ai. Phải chăng có một chiến sĩ công binh đã từng mở đường lên điểm cao 543 ngày trước để có mặt ở Buôn Ma Thuột 4 năm sau? Hay đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên của lịch sử? Nhưng dẫu sao thì đó cũng là một sự trùng hợp lý thú và có hậu. Robot, surrogate, mảnh ghép cần thiết để nâng cao năng lực tác chiến chống ngầm.
Quý vị thính giả thân mến, phòng thiết kế kỹ thuật hải quân Rubin vừa giới thiệu phiên bản thử nghiệm của một robot mang tên là Surrogate, chuyên dùng cho diễn tập săn ngầm trong hải quân Nga. Phòng thiết kế kỹ thuật hải quân Rubin, The Center Design Bureau for Marine Engineering Rubin, nằm tại thành phố cảng Saint Petersburg, không hề xa lạ với chúng ta. Đây là nơi đã cho ra đời nhiều sản phẩm nổi tiếng thế giới, trong đó có lớp tàu ngầm diesel điện Kilo 636 Vasavienka, được xem như nắm đấm thép của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Mới đây, trên số đầu tiên của tạp chí Shipbuilding, có bài viết của tác giả A.I. Kovaskogo đề cập đến tàu ngầm mô phỏng một sản phẩm mới của CBD Rubin. Các thiết bị mô phỏng hiện đang được cung cấp bởi khá nhiều công ty, sử dụng rộng rãi trong các bài tập chiến thuật. Tuy nhiên, chúng chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu đặt ra của Hải quân Nga. Ngay cả những thiết bị mô phỏng, xếp vào hạng nặng vẫn tương đối nhỏ, thời gian hoạt động ngắn, chưa theo kịp diễn biến thực tế của một cuộc luyện tập kéo dài vài giờ. Điều này tất yếu dẫn đến đòi hỏi phải chế tạo một thiết bị mới. Surrogate là một phương tiện lặn không người lái. Nó được sử dụng cho các bài tập chống ngầm hoặc phục vụ phát triển và thử nghiệm hệ thống sonar, ngư lôi, cũng như các loại vũ khí hay phương tiện phát hiện tàu ngầm. Thiết kế mô đun cho phép thay đổi chức năng tùy theo nhiệm vụ một cách dễ dàng, nên Surrogate mô phỏng thành công nhiều chủng loại thiết bị di chuyển ngầm, từ tàu ngầm diesel điện, tàu ngầm hạt nhân, cho đến tàu ngầm dùng để thám sát hay lập bản đồ đáy biển. Tổng giám đốc CBD Rubin, ông Igor Villeneuve chia sẻ rằng, hôm nay đã diễn ra các thử nghiệm kiểm tra bước đầu, khi hoạt động Surrogate cung cấp sự giả lập hoàn hảo và giảm chi phí cho diễn tập, ngoài ra nó còn giảm thiểu rủi ro nguy hiểm. Thiết bị trên vận hành dễ dàng, giá thành bảo trì và nâng cấp khá thấp. Bây giờ chúng tôi đang tiến hành tham vấn với đại diện Hải quân Nga để Surrogate có thể đáp ứng việc mô phỏng tàu ngầm đối phương như yêu cầu. Surrogate được cung cấp năng lượng từ bộ phim Pin Lithium Ion. Bản thử nghiệm theo hé lộ sẽ có thời gian làm việc hơn 16 giờ liên tục. Nó đáp ứng tốt yêu cầu cơ động mô phỏng tàu ngầm đối phương và tất nhiên là cả việc tăng tốc. Với kích thước khá lớn xấp xỉ 17 mét, nó kéo theo một bộ anten đa mục đích nhằm tái tạo đầy đủ thông số của tàu ngầm đối phương, kể cả về mặt thủy âm lẫn từ tính, đại diện CBD Rubin cho biết. Trọng lượng robot tàu ngầm Surrogate lên tới 40 tấn khi lặn, tầm hoạt động khoảng 600 dặm, xấp xỉ 950 km nếu chạy ở tốc độ 5 hải lý một giờ, vận tốc tối đa 24 hải lý một giờ, độ sâu lặn lớn nhất 600 mét. Theo báo chí quốc tế, đề án Surrogate đã được đưa vào thử nghiệm trong hải quân Nga, cũng như phiên bản tiền nhiệm mang tên Rupi, không loại trừ khả năng cỗ máy trên sẽ sớm được cấp phép xuất khẩu. Robot Surrogate theo dự báo sẽ trở thành món hàng mà nhiều quốc gia đang có tàu ngầm Nga trong biên chế quan tâm về mang về nhằm nâng cao năng lực tác chiến chống ngầm thông qua những bài tập mô phỏng sát với thực tế. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.